khác này, mẹ Lan Thương xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tám với các bạn về chủ đề làm đẹp với môi nha mọi người. Thì mình sẽ lấy cái cảm giác của các bạn khi mà đi phun môi về ha. Những cái cảm giác mà các bạn về rồi các bạn nó bong ra rồi nó hành trình nó như thế nào, từng ngày nó lột cái nó có màu hay không, rồi chăm sóc môi ra sao. Mặc dù có những người thợ đó người ta làm người ta đã dặn các bạn, thì mặc dù đã dặn rồi nhưng mà về các bạn vẫn hoang mang khi mà cái môi nó lên không như ý đó, mọi người. Thì mình sẽ tâm sự ha, tâm sự về những cái môi mà mới lột ra sao, cái hành trình mà môi mình đi phun về nha mọi người. Thì cái video này mình sẽ không có trả lời cho những hiện diện cũng cùng rất 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 nhiều câu hỏi để các bạn hỏi mình, nhưng mà cái video này mình nói tóm gọn ha, nói tóm gọn lại về cái làm đẹp môi nha mọi người. Thì cái hành trình mình nói xương xương cho cái chị khách của mình đi ha. Chị khách của mình là môi cực kỳ thâm, chỉ mới đây thôi. Mà thì cái video trước mình có nói là với các bạn là chỉ nói bông ra, mới bông ra các bạn, thì sao mà mày làm cái môi tao bông ra xong mà cái môi tao nó giống như là chỗ đầu mồi của vậy, ý là chỗ thâm chỗ hồng, chỗ có màu chỗ không có màu mọi người. Thì lúc đó mới bông ra thôi thì là nó như vậy mọi người, nhưng mà hôm nay chưa đầy một tháng, đã 20 ngày thôi cả nhà. Chị này là gần nhà mình nha, gần nhà mình cho nên mình đã biết được và theo dõi cái tình huống của chị á. Thì hôm nay nó đã rất lên màu, ok luôn rồi mọi người. Nó đỡ, mình có dịp mình sẽ quay một đoạn video ngắn, mình up trên video nào đó cho các bạn xem ha. Thì giống như cái quan mang mà chị về chị nói, giống như cái chị khách của mình như vậy đó. Với bạn nào mà đi làm đẹp về thì cũng giống như chị ấy, như chị thì chỉ gần mình thì chỉ qua mình chẳng ai, chị sẽ yên tâm ha. Thì có gì chị qua chị hỏi mình thì mình nói chị sẽ yên tâm, với lại màu nó lên theo từng ngày nữa, chị cảm thấy an tâm hơn mọi người. Đó là mình nói là đúng cái kỹ thuật mình đi khử thâm đúng nha mọi người. Thì nếu mà khử thâm đúng là cái kỹ thuật thì bạn lọt ra mà có mo mình á, nó có lọt ra mà nó có tái, nó có thâm đen, có gì đây chăng nữa, thì theo thời gian nó sẽ lên dần dần, nó sẽ đều hết những cái chỗ đen đó nha mọi người. Nó chỗ đen đó là nó từ từ nó hồng đều ra, nó hồng dần dần cho đến 2 tháng 2 tháng rưỡi là như vậy đó. Thì đa số các bạn về á, các bạn hoang mang, các bạn gặp tình huống giống như cái chị khách mình á, thì bạn nào mà gặp giống như chị khách mình thì mình nói về thì bạn ấy chắc sẽ yên tâm ha, không phải hỏi ai nữa nha các bạn. Thì tiếp tục cái quy trình về các bạn khi mà phun xăm về, bởi vì cái chị ấy chị mình dặn chị uống nước rất nhiều nè đó. Uống nước rất nhiều, các bạn vừa phun môi về các bạn muốn môi mình đẹp thì các bạn luôn luôn là phải uống nước nhiều ha, để cho nó không phải có những cái tình trạng, những nhiều cái câu hỏi mà tương tự các bạn hay hỏi mình á. Mình thấy nhiều câu hỏi nó hơi giống nhau rất là nhiều luôn, bởi vì cứ phun môi về rồi nó bị thâm, chưa lên màu rồi nó bị thâm, nó chưa có nói chung là màu không ổn định, rồi có khi đen thâm đen hơn lúc mà mình chưa có phun nữa các bạn. Thì các bạn lo thì các bạn nên nhớ phun môi về rồi hả, các bạn hãy uống nước nhiều cho mình, quan trọng là cái chỗ đó, uống nước nhiều và ăn rau củ quả nhiều cho mình. Cái cách chăm sóc môi để sau khi phun là như vậy, không bị thâm đen nữa thì nó lên màu đẹp chuẩn. Thì các bạn quan trọng là uống nước nha các bạn. Cho dù các bạn có lỡ mà ở đâu xa không đủ điều kiện để uống nước thơm, nước ép thì các bạn uống nước lọc nhiều cho mình cũng được nữa. Nói chung là mình nói các bạn nào mà không có đủ điều kiện ở gần những cái nơi mình nước ép rồi, ví dụ vậy đó, không phải bạn nào mà cũng uống nước ép được, ví dụ ha. Thì mình uống nước nhiều trong cơ thể mình nó sẽ lọc ra, nó sẽ mát người lên, và ăn rau rác vô. Nói chung là như vậy là da mình nó cũng sẽ đẹp, da mặt mình đẹp mà da môi mình nó sẽ ok, nó không bị cứ rơi vào cái tình trạng mình rất nhiều bạn đã hỏi mình những câu hỏi tương tự với nhau là như vậy nè các bạn. Là môi em bị khô nè, bị rát nè, bị lọt môi nè sau khi phun xăm. Có những bạn đã lên màu đều nhưng mà lại tại sao bị rát môi, bị trong một tháng đó các bạn, mới được một tháng thì bị rát môi, bị khô môi, nhăn môi lại, thì do các bạn không có dưỡng thôi. Các bạn không có dưỡng môi và các bạn không uống nước nhiều, các bạn bỏ phế cái môi mình luôn thì môi nó sẽ ra cái tình trạng vậy. Các bạn hãy dưỡng môi vô,
sau khi phun bông lọt rồi trong 2 tháng đó các bạn dưỡng, không phải riêng 2 tháng đó không, mà là luôn luôn thời gian sau nữa. Tại vì cái mô mình xài nó xài dài năm luôn, 5-7 năm luôn mọi người. Cách mình đa số mình làm 5 năm mà màu vẫn còn đẹp luôn á, chứ chẳng qua người ta thích động nữa thì người ta làm lại thôi. Chứ đa số các bạn hãy luôn luôn, nếu mà thứ nhất là thời gian đầu thì các bạn thường xuyên xài dưỡng vô cho mình ha. Còn thời gian sau nữa mô mình nó đã hết non rồi thì các bạn hạn chế lại làm biến, thì hạn chế lại chút được. Nếu mà các bạn làm xuyên thì hãy xài thường xuyên cũng càng tốt. Cảm thấy mô mình khô khô được cứ xài dưỡng vô cho mình. Dưỡng các bạn, thì dưỡng các bạn mua cái loại Vaseline không màu các bạn dưỡng cũng ok lắm nha. Thì hoặc là các bạn ở nhà có dầu dừa dưỡng cũng được. Nếu mà bạn nào mà dưỡng mà cảm thấy mua của loại dưỡng hiệu đó, Vaseline thường á, các bạn dưỡng mà cảm thấy nó không ok, không hết những cái triệu chứng mà mình gặp thì mình sẽ đổi nha các bạn. Đổi cái hiệu khác. Thì các bạn hay đổi hiệu khác, đừng có một tiếp á, tiếc mà mình sức hoài. Mình đổi cái hiệu khác thì mình bôi cho nhiều khi nó hợp, nó sẽ hết ok ha. Thì cái cách chăm sóc môi sau khi phun nó có rất nhiều cái vấn đề khi mà các bạn thắc mắc đó. Thì các bạn hãy mình đang nói lại đây là dành cho các bạn nào mà cơ địa nó hơi bị ngứa mà các bạn hay ăn nữa. Ví dụ như các bạn nào bị phong á, mình dùng từ thẳng ha, bạn nào bị phong á, bị ngứa á, thì ăn cái gì cũng hay dị ứng á, thì các bạn phun giờ thì các bạn hãy phải kiêng ăn những cái món hải sản, những món bò, món trứng gà đồ, mấy cái các món mà người ta hay kiêng đó các bạn, dành cho vết thương mà nó kiêng đó, thì các bạn hãy kiêng 1 tuần thôi các bạn. Kiêng 1 tuần thôi là ok rồi, không cần phải kiêng tháng này qua tháng nọ đâu. Tại vì trong quá trình nó mình phun về cái môi mình nó lột xong rồi, 3 ngày đã lột rồi thì trong còn 4 ngày 5 ngày đó nữa, ví dụ như thì mình da nó còn non á, thì mình kêu các bạn kiêng luôn, rồi cho các bạn kiêng luôn sau 1 tuần đến 10 ngày là các bạn có thể ăn bình thường, ăn tất cả các thứ đều được, không phải kiêng tới 1 tháng 2 tháng đâu nha các bạn. Chẳng qua là mình uống nước nhiều, mình dưỡng môi thì tới đến 1 tháng 2 tháng để cho màu nó lên đẹp thôi. Còn những cái kiêng ăn thì mình như vậy thôi ha. Còn những bạn nào á mà cơ địa thấy là ok, ăn có gì cũng không sao, mà ăn cái gì cũng không dị ứng, thì mình phun môi và mình cứ ăn bình thường cũng được các bạn, không có bị cái gì. Nói chung là kiêng nước tương, đa số mình kiêng nước tương và uống những cái gì đó nó có màu thì các bạn uống mà không mất, chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Và chăm sóc môi sau khi phun là như vậy, các bạn hãy nhớ luôn luôn dưỡng môi. Các bạn có thể mua cái hiệu kích màu, hiệu kích màu nó tốt. Nói chung các bạn hỏi sẽ hỏi cái hiệu nào, tự nó rất nhiều hiệu luôn để kích màu nó lên môi. Thì khi mà các bạn gõ ra thì rất nhiều hiệu, thì các bạn cứ không quan trọng, các bạn cứ quan trọng là cái túi tiền các bạn đó. Các bạn hãy mua cái hiệu cái tiền nào của đó mà các bạn cứ mua cái hiệu mắc tiền chút thì nó sẽ ok hơn. Nó là như vậy đó, thì mình nói cho nó thực tế hơn là như vậy ha. Chứ bây giờ mình đưa cái hiệu ra các bạn, ví dụ như cái hiệu đó không phải bạn nào xài cũng hợp đó. Các loại kem, các loại mỹ phẩm đâu phải bạn nào xài cũng hợp đâu. Bạn này hợp xài đẹp, bạn kia xài đâu có đẹp, cho nên mình mua cảm thấy cái này mình xài không được thì mình cứ bỏ ha. Giống như mình nói nãy đó, bạn nào mà xài dưỡng cảm thấy không ok thì mình nên đổi cái khác đi. Tự mấy cái dưỡng Vaseline giờ nó cũng rẻ lắm các bạn. Còn loại kích màu á, thì các bạn hãy mua cũng tùy theo túi tiền mình mà mua giống như vậy ha. Nếu mà muốn lên màu đậm, còn bạn nào mà không muốn lên màu đậm thì để môi từ từ, thì chỉ cần bạn uống nước. Các bạn cứ uống nước và uống nước ép cho mình, ăn rau củ quả vô là sẽ môi đẹp nha các bạn. Và môi dưỡng luôn luôn là như vậy nha các bạn. Cách chăm sóc môi sau khi phun mình xin kết thúc nha. Tới đây mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Thì lên đây mình nói sơ sơ những cái thắc mắc mà các bạn đi phun xăm thường hay gặp đó. Thì mình mong rằng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn nào sau khi phun về ha. Các bạn hãy thấy video này hay thì hãy bấm like cho mình cái nha các bạn. Và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.